Chào các em, thầy xin tự giới thiệu, thầy là Hoàng Văn Hạnh, đến từ trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, là thành viên tổ nghiệp vụ bộ môn toán thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên. Rất vui vì lần đầu được gặp các em. Trong tiết học trước, các em đã được nghe cô Nguyễn Thị Đảm hướng dẫn các em giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Trong tiết học ngày hôm nay, thầy cùng các em sẽ luyện tập một số dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình. Các em hãy lấy sách, bút, máy tính, chúng ta cùng bắt đầu tiết học. Để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, các em cần chú ý các bước giải gồm có 3 bước. Bước 1, lập hệ phương trình. Bước 2, giải hệ phương trình. Bước 3, kết luận. Để lập được hệ phương trình, các em cần phải biết chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và qua các đại lượng đã biết. Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Để kết luận được, các em cần phải kiểm tra điều kiện rồi trả lời cho bài toán. Các dạng toán chúng ta thường gặp đó là các bài toán về tìm số, các bài toán về công việc làm chung, làm riêng, các bài toán về chuyển động, các bài toán có nội dung hình học và một số dạng toán khác. Trong thời lượng chương trình của tiết học hôm nay, thầy cùng với các em sẽ luyện tập 4 dạng toán kể trên. Đây là những dạng toán rất quan trọng, thường hay gặp trong các kỳ thi vào trung học phổ thông. Chúng ta bắt đầu vào nội dung. Dạng toán thứ nhất. Dạng 1, toán về tìm số. Để làm được dạng toán này, các em cần nhớ lại cho thầy kiến thức sau. Số có hai chữ số, ký hiệu là AB, có gạch ngang, để phân biệt với phép nhân A nhân B. Điều kiện ở đây, AB là số tự nhiên, A lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn bằng 9, B lớn bằng 0, nhỏ hơn bằng 9. Các em chú ý ở điều kiện này, A là chữ số đứng đầu tiên từ bên trái. Để có nghĩa thì A phải lớn bằng 1, B có thể lớn bằng 0. Khi đó số AB có giá trị bằng 10A cộng B. Và tương tự như vậy với số có 3 chữ số, ta cũng có điều tương tự. Các em chú ý A đứng đầu cho nên vẫn có điều kiện lớn bằng 1, nhỏ hơn bằng 9. B, C lớn bằng 0, nhỏ hơn bằng 9. Và khi đó số AB, C có dạng 100A cộng 10B cộng với C. Vận dụng kiến thức trên, chúng ta vào bài toán cụ thể. Bài 1. Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 12. Nếu viết 2 chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì được một số mới có 2 chữ số nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị. Thầy và các em cùng vào phân tích đề toán. Trong đề toán này chúng ta cần quan tâm đến số đã cho và số sau khi đổi chỗ hai chữ số cho nhau, thầy tạm gọi là số mới. Mối quan hệ ở đây là tổng các chữ số của số đã cho bằng 12. Số mới nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị. Các cái đại lượng ở đây chúng ta chưa biết. Số đã cho liên quan với nó là chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị. Để nếu tìm được chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị, coi như chúng ta tìm được số đã cho. Ở đây thầy sẽ gọi chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là ẩn. Khi đó, dựa vào mối quan hệ bài cho tổng các chữ số của số đã cho bằng 12, ta có ngay phương trình 1 là A cộng B bằng 12. Khi đó số đã cho sẽ có dạng là AB. Sau khi ta đã gọi ẩn như vậy và đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì ta sẽ được số mới như sau. Các em chú ý là chữ số
hàng đơn vị của số đã cho sẽ trở thành chữ số hàng chục của số mới, và chữ số hàng chục của số đã cho sẽ trở thành chữ số hàng đơn vị của số mới. Khi đó, số mới sẽ có dạng BA. Dựa vào mối quan hệ số mới nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị, ta có phương trình 2. Và như vậy, thầy và các em đã phân tích xong đề toán. Bây giờ, thầy và các em cùng vào bài giải chi tiết. Gọi chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số ban đầu lần lượt là A và B. Điều kiện AB là số tự nhiên, A lớn bằng 1, nhỏ hơn bằng 9, B lớn bằng 1, nhỏ hơn bằng 9. Các em chú ý điều kiện B lớn bằng 1 và nhỏ hơn bằng 9. Ở cái phần ghi nhớ, thầy có giới thiệu với các em B đứng sau, cho nên chỉ cần lớn bằng 0, nhỏ hơn bằng 9. Tuy nhiên, ở bài này, đề bài cho là khi đổi chỗ hai chữ số cho nhau, ta được số mới có hai chữ số, cho nên B lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn bằng 9. Vì tổng các chữ số của nó bằng 12, nên ta có phương trình A cộng B bằng 12, thì gọi là phương trình 1. Khi đó, số đã cho là AB. Khi đổi chỗ hai chữ số cho nhau, ta được số mới là BA. Vì số mới nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị, nên ta có phương trình số ban đầu trừ số mới bằng 18, thầy gọi là phương trình 2. Từ 1 và 2, thầy có hệ phương trình. Chúng ta phân tích số AB và BA theo cách phân tích thầy đã gợi ý ban đầu. Thầy phân tích số AB thành 10A cộng B, số BA thành 10B cộng A. Tuy nhiên, đằng trước là dấu trừ, thầy đổi dấu. Thầy thu gọn phương trình thứ hai, 10A trừ đi A, còn 9A. B cộng với âm 10B bằng âm 9B. Thầy có được hệ phương trình mới. Đến đây, thầy chia hai vế của phương trình thứ hai cho 9 để được hệ phương trình đơn giản hơn. Hệ phương trình này thì rất là đơn giản đối với các em. Chúng ta có thể giải bằng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế. Tuy nhiên, ở đây các em nên giải bằng phương pháp cộng. Chúng ta có thể trừ từng vế thì sẽ mất ẩn A. Hoặc chúng ta có thể cộng từng vế sẽ mất ẩn B. Ở đây thầy chọn cộng từng vế hai phương trình. Thì sẽ được A cộng A bằng 2A, B cộng với âm B bằng 0, 12 cộng 2 bằng 14. Thầy giữ nguyên phương trình 2. Thầy tìm được A sẽ bằng 7. Thầy thay A bằng 7 vào phương trình 2, thầy tìm được B bằng 5. Đến đây, chúng ta còn phải so sánh với điều kiện đã đặt. Thì ta thấy A bằng 7, B bằng 5, thỏa mãn điều kiện. Ta trả lời cho bài toán. Vậy số cần tìm là 75. Như vậy, thầy và các em đã luyện tập xong được dạng toán thứ nhất, đó là toán về tìm số. Sau đây, thầy và các em cùng chuyển sang dạng thứ hai, đó là dạng toán về công việc. Để làm được dạng toán về công việc, các em cần nhớ cho thầy kiến thức sau. Thực ra toán về công việc là một dạng toán riêng về năng suất. Trong bài trước, các em được cô Đảm cung cấp chúng ta công thức năng suất bằng khối lượng công việc chia cho thời gian hoàn thành. Và nếu làm một công việc trong A giờ thì xong, thì 1 giờ sẽ làm được 1 phần A công việc. Chúng ta sẽ vận dụng công thức này để giải bài toán cụ thể sau đây. Bài 2. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả hai chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng
thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu? Thầy và các em cùng vào phân tích đề toán. Trong đề toán này, các em cần chú ý đối tượng tham gia, người thứ nhất, người thứ hai và cả hai người. Đề bài đã cho biết thời gian hoàn thành công việc của cả hai người là 16 giờ. Người thứ nhất đã làm trong 3 giờ, người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả hai làm được 25% công việc, thầy đổi về 1/4. Mối quan hệ chúng ta cần lưu ý là các đại lượng ở đây là thời gian hoàn thành công việc, phần việc làm trong 1 giờ, thời gian đã làm việc, phần việc đã làm được, và các đại lượng này là thời gian công việc của người thứ nhất chưa biết, thời gian hoàn thành công việc của người thứ hai chưa biết, và phần việc làm được của người thứ nhất, người thứ hai chưa biết. Phần việc đã làm được của người thứ nhất, người thứ hai chưa biết. Ở đây, thầy dễ dàng tìm được phần việc làm được trong 1 giờ của cả hai người sẽ là 1/16 theo công thức là khối lượng công việc chia cho thời gian hoàn thành. Mối quan hệ ở đây là người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì được 25% công việc. Thông thường đề bài hỏi cái gì ta gọi cái đó nằm ẩn. Ở đề bài này người ta hỏi thời gian làm một mình xong công việc của người thứ nhất và người thứ hai, cho nên thầy sẽ gọi thời gian của người thứ nhất và người thứ hai làm một mình xong công việc là ẩn. Khi đó thầy biểu thị các cái đại lượng chưa biết qua ẩn và qua các đại lượng đã biết. Các em đã biết là phần việc làm trong 1 giờ của người thứ nhất và người thứ hai lúc này sẽ là 1/x và 1/y. Như vậy chúng ta dễ dàng tìm được cái phương trình thứ nhất là phần việc làm trong 1 giờ của người thứ nhất cộng phần việc làm trong 1 giờ của người thứ hai sẽ bằng phần việc làm trong 1 giờ của cả hai người, và đến đây ta dễ dàng có được phương trình 1. Chúng ta tiếp tục biểu thị các đại lượng chưa biết qua ẩn. Chúng ta đã biết phần việc làm trong 1 giờ của người thứ nhất là 1/x. Vậy thì 3 giờ người đó sẽ làm được là 3/x. Tương tự như vậy đối với người thứ hai. Như vậy chúng ta sẽ biểu thị phần việc đã làm được của người thứ nhất và người thứ hai. Khi đó dựa vào mối quan hệ, người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ được 25% công việc, nên ta có phương trình 2. Từ 1 và 2, ta sẽ có được hệ phương trình. Sau đây, thầy và các em cùng vào bài giải chi tiết. Gọi thời gian người thứ nhất và người thứ hai làm một mình xong công việc lần lượt là x giờ và y giờ. Theo các em, điều kiện x, y ở đây như thế nào? Có bạn học sinh đặt điều kiện là x nguyên dương. Theo các em như vậy là đúng hay sai? Thời gian liệu có cần phải là số nguyên không nhỉ? Và x, y dương đã đủ chưa? Thế thì các em lưu ý, thời gian không nhất thiết phải là số nguyên. Và nếu như x, y ở đây lớn hơn không, chưa đủ. Bởi vì các em biết là một người làm chắc chắn sẽ nhiều hơn thời gian hai người cùng làm. Do đó điều kiện chính xác ở bài này là x lớn hơn 16, y lớn hơn 16. Một giờ người thứ nhất làm được 1/x công việc, người thứ hai làm được 1/y công việc, và cả hai người làm được 1/16 công việc. Khi đó ta có phương trình 1. Ba giờ người thứ nhất làm được 3/x công việc, 6 giờ người thứ hai làm được 6/y công việc. Khi đó cả hai người làm được 25%, tức là 1/4 công việc.
nên ta có phương trình 2. Từ 1 và 2, thầy có hệ phương trình. Giải hệ phương trình này, thông thường các em đặt ẩn phụ. Chúng ta sẽ đặt 1 phần x bằng m, 1 phần y bằng l, và khi đó ta thu được hệ m cộng l bằng 1 phần 16, 3m cộng 6n bằng 1 phần 4. Chúng ta đã học giải bài, xin lỗi, ta đã học giải hệ phương trình, và các em giải cho thầy phương trình này, đối chiếu với kết quả của thầy. M bằng 1 phần 24, n bằng 1 phần 48. Trở lại cách đặt, chúng ta tìm được x bằng 24, y bằng 48. Đến đây chúng ta còn phải so với điều kiện đã đặt để trả lời. Và chúng ta thấy x, y đều thỏa mãn điều kiện. Ta trả lời. Vậy thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc là 24 giờ. Thời gian người thứ hai làm một mình xong công việc là 48 giờ. Như vậy thầy và các em đã luyện tập xong dạng toán thứ hai là về công việc làm chung làm riêng. Sau đây mời các em chuyển sang dạng thứ ba, toán về chuyển động. Để làm được tốt dạng toán về chuyển động, các em cần nhớ cho thầy các công thức liên quan giữa quãng đường, vận tốc và thời gian. Chúng ta biết V bằng S trên T, T bằng S trên V, S bằng V nhân T. Trong đó, V là vận tốc, thường là km trên giờ. S là quãng đường và thường là km. T là thời gian và thường là tính bằng giờ. Các em chú ý là đơn vị giữa các đại lượng này phải tương ứng với nhau. Trong một số bài toán mà đơn vị chưa tương ứng thì chúng ta phải đổi. Trong chuyển động, chúng ta chú ý đến một loại chuyển động của cano dưới dòng nước. Khi đó các em biết là dòng nước có thể chảy theo một hướng nào đó, thì cano sẽ chịu tác động của dòng nước. Điều này tương tự như chúng ta đi trên cạn khi xuôi gió và ngược gió vậy. Chúng ta quan tâm đến công thức. Thầy đặt Vx là vận tốc của cano khi xuôi dòng. Vn là vận tốc của cano khi ngược dòng. Vr là vận tốc riêng của cano, tức là vận tốc của cano khi nước yên lặng. Vd là vận tốc của dòng nước. Các em chú ý, để cano ngược dòng được thì vận tốc riêng của cano phải lớn hơn vận tốc dòng nước. Khi đó chúng ta có vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc riêng cộng với vận tốc dòng nước. Vận tốc ngược dòng bằng vận tốc riêng trừ vận tốc dòng nước. Và các em sẽ trừ từng vế hai đẳng thức này cho nhau, ta thu được công thức thứ ba. Vận tốc xuôi dòng trừ vận tốc ngược dòng sẽ bằng 2 lần vận tốc dòng nước. Và các em sẽ vận dụng các công thức này để chúng ta vào bài toán cụ thể sau. Bài 3. Một người đi từ A đến B gồm đoạn lên dốc AC và xuống dốc CB. Thời gian đi từ A đến B là 4 giờ 20 phút. Thời gian đi từ B về A là 4 giờ. Biết vận tốc lên dốc cả lúc đi và lúc về là 10 km/h. Vận tốc xuống dốc lúc đi và lúc về là 15 km/h. Tính quãng đường AC CB. Thầy cùng các em vào phân tích đề toán. Các em chú ý chuyển động của người đó như sau. Người đó đi từ A đến B phải qua điểm C. Khi đi từ A đến B thì phải qua đoạn lên dốc AC và xuống dốc CB. Và thời gian đi từ A đến B như vậy hết 4 giờ 20 phút. Người đó đi từ B về A cũng phải qua điểm C. Và các em chú ý, cái quãng đường xuống dốc CB lúc đi bây giờ sẽ trở thành quãng đường lên dốc lúc về, tức là BC.
và quãng đường lên dốc AC lúc đi sẽ trở thành quãng đường xuống dốc CA lúc về. Và thời gian đi từ B qua C về A là 4 giờ. Chúng ta cùng phân tích các đại lượng trong bài toán. Thầy sẽ hướng dẫn các em xét hai chiều. Lần thứ nhất, chúng ta sẽ xét nút đi từ A đến C rồi đến B. Chúng ta quan tâm đến quãng đường AC, CB, vận tốc, thời gian. Và nút đi từ A đến C rồi đến B, ta đã biết là thời gian đi từ A đến B là 4 giờ 20 phút. Thầy đổi ra thành 13 phần 3 giờ. Khi đổi như thế này, các em chú ý là một số bạn dùng máy tính, chỗ này có thể xấp xỉ là 4,3 giờ. Điều đó thì có được không? Các em biết là trong toán học, chúng ta không thể dùng một kết quả sai số để tính toán cho các kết quả khác, sẽ càng sai nhiều hơn. Cho nên trong những trường hợp này, các em bắt buộc phải để ở dạng số hữu tỉ, tức là phân số. Và khi đi từ A đến C rồi đến B thì chúng ta đã biết vận tốc lên dốc là 10 km/h. Vận tốc xuống dốc, tức là đi đoạn đường CB, là 15 km/h. Thời gian đi AC và CB chưa biết. Quãng đường AC, CB đề bài đang yêu cầu chúng ta cần tìm. Và thông thường chúng ta hay gọi ẩn trực tiếp. Đề bài hỏi cái gì chúng ta gọi cái đó làm ẩn. Do đó trong bài này thầy sẽ gọi quãng đường AC và CB là ẩn X và Y. Chúng ta thấy quãng đường AC là X, CB là Y. Khi đó vận dụng công thức thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc, chúng ta sẽ biểu thị được thời gian đi quãng đường AC và thời gian đi quãng đường CB. Dựa vào mối quan hệ, thời gian đi từ A đến B là 13 phần 3 giờ lên, chúng ta có được phương trình 1. Thời gian đi AC cộng thời gian đi CB bằng thời gian đi từ A đến B, phương trình 1. Tương tự như vậy, chúng ta xét chiều đi từ B qua C rồi đến A, hoàn toàn tương tự. Chỉ có khác là gì? Như thầy đã phân tích lúc đầu là quãng đường xuống dốc lúc đi thì bây giờ trở thành lên dốc lúc về. Và lên dốc lúc đi trở thành xuống dốc lúc về. Và vận tốc đề bài đã cho. Chúng ta cùng vào phân tích. Vận tốc đi đoạn đường BC sẽ là 10 km/h. Vận tốc đi đoạn đường CA sẽ là 15 km/h. Thời gian đi từ B về A là 4 giờ. Khi đó chúng ta sẽ biểu thị thời gian đi riêng từng quãng đường. Thời gian đi BC sẽ là quãng đường chia cho vận tốc. Và chúng ta cũng tương tự đối với quãng đường CA. Vì thời gian đi từ B đến A là 4 giờ, nên ta có phương trình 2. Đây là thời gian đi quãng đường BC cộng thời gian đi quãng đường CA bằng thời gian đi từ B đến A. Và như vậy là thầy đã phân tích các em lập được hai phương trình và từ đó ta có hệ phương trình. Sau đây các em vào bài giải chi tiết. Gọi quãng đường AC là X, đơn vị là km, quãng đường CB là Y, đơn vị là km, điều kiện XY lớn hơn 0. Và chúng ta cũng xét hai chiều, xét lúc đi từ A đến C rồi đến B. Thời gian đi từ A đến C là X trên 10 giờ. Thời gian đi từ C đến B là Y trên 15 giờ. Thời gian đi từ A đến B
là 4 giờ 20 phút và thầy đã đổi về 13 phần 3 giờ nên ta có phương trình 1. Và hoàn toàn tương tự đối với chiều đi từ B đến A. Thời gian đi từ B đến C sẽ là Y phần 10 giờ. Thời gian đi từ C đến A là X phần 15 giờ. Thời gian đi từ B đến A là 4 giờ nên ta có phương trình. Phương trình 2. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Sau khi quy đồng khử mẫu, ta thu được một phương trình, hệ phương trình đơn giản. Và giải hệ phương trình này, ta sẽ được x bằng 30, y bằng 20. Thầy cho phép các em có thể tự lấy máy tính ra, chúng ta bấm sẽ được kết quả nhanh, đối chiếu với kết quả của thầy. Đến đây chúng ta còn phải so sánh với điều kiện. Thì chúng ta thấy x bằng 30, y bằng 20 thỏa mãn điều kiện đã đặt. Và ta trả lời cho bài toán. Như vậy, quãng đường AC và CB lần lượt là 30 km và 20 km. Như vậy, thầy và các em đã luyện tập xong dạng toán thứ 3, đó là toán về chuyển động. Thầy mời các em cùng chuyển sang dạng toán thứ 4, đó là toán về nội dung hình học. Với dạng toán có nội dung hình học, các em cần phải nhớ lại các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích của một số hình. Ở đây có thể là tam giác, có thể là hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình bình hành, vân vân. Chúng ta vào bài toán cụ thể. Bài 4. Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 340 m, 3 lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20 m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường. Thầy và các em cùng phân tích đề toán. Đề bài đã cho chu vi sân trường và cụ thể sân trường ở đây là hình chữ nhật bằng 340 m. 3 lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20 m. Đề bài yêu cầu tính chiều dài, chiều rộng. Và như thầy phân tích, thông thường đề bài hỏi cái gì ta gọi cái đó làm ẩn, đó là gọi ẩn trực tiếp. Đề bài yêu cầu tính chiều dài, chiều rộng, vậy thì thầy sẽ gọi chiều dài và chiều rộng là ẩn. Cụ thể gọi chiều dài là x, chiều rộng là y. Chúng ta biết chu vi sân trường là 340 m. Như vậy chúng ta sẽ tìm được nửa chu vi sẽ là 340 chia 2 và bằng 170. Khi đó chúng ta sẽ có được cái phương trình thứ nhất là x cộng y bằng 170. Và đó là phương trình 1. Dựa vào mối quan hệ thứ hai là 3 lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20 m. Như vậy thầy sẽ lấy 3 nhân x hơn 4 lần chiều rộng, tức là trừ 4 nhân y thì sẽ bằng 20. Ta dễ dàng tìm được phương trình 2. Và từ đây chúng ta có được hệ phương trình. Và sau khi thầy gửi bài này cho các bạn học sinh, thì có một bạn gửi lại cho thầy bài giải như sau. Thầy sẽ chiếu bài giải của bạn đó, các em cùng đọc và cho nhận xét. Đến đoạn hệ phương trình, các em có thể lấy dùng máy tính các em giải cho nhanh. Theo các em có nhận xét gì về bài giải của bạn học sinh này không nhỉ? Đã đầy đủ chưa nhỉ? Các em chú ý là trong bước lập hệ phương trình, cái bước chọn ẩn chúng ta còn phải có điều kiện và đơn vị cho ẩn.
Như vậy là bài giải của bạn là gì? Khi gọi ẩn, bạn đã quên không đặt điều kiện và đơn vị của ẩn. Và theo các em thì đơn vị và điều kiện của ẩn ở đây như thế nào? Đơn vị thì các em chọn là gì nhỉ? Là mét. Còn điều kiện, có bạn cũng bảo rằng x nguyên dương. Có cần phải nguyên dương không? Dương thì có thể là đúng rồi. Nhưng nguyên thì không cần. Bởi vì các em lưu ý là số đo chiều dài, chiều rộng của sân có thể là một số thập phân. Cho nên điều kiện chính xác ở đây là x y lớn 0 và đơn vị của x ở đây là bằng mét. Đến đây bài toán, bài giải đã đủ chưa nhỉ các em? Trong bước trả lời các em chú ý là bạn học sinh đó còn quên chưa kiểm tra điều kiện. Và ở đây khi chúng ta giải được x bằng 100, y bằng 70, chúng ta phải so với điều kiện. Và trong trường hợp này là điều kiện x y đã được thỏa mãn. Và khi đó mới trả lời cho bài toán. Như vậy các em chú ý là khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, các em phải thực hiện đầy đủ các bước. Nhất là bước gọi ẩn và đặt điều kiện, chọn đơn vị, rồi so với điều kiện và trả lời. Thì qua cái bài giải của bạn học sinh, thầy muốn lưu ý với các em một số các cái sai lầm mà các em thường mắc phải. Như vậy là thầy đã cùng các em luyện tập được 4 dạng toán. Và hôm nay đến với chương trình, thầy cũng có những phần quà để gửi tặng các bạn đang theo dõi chương trình. Phần quà của các em là 4 bài tập về nhà. Như vậy là trong bài hôm nay, thầy đã luyện tập với các em một số dạng toán giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Rất mong qua buổi học hôm nay, các em sẽ có thêm kỹ năng để giải các dạng toán. Cuối cùng, xin chúc các em mạnh khỏe, học giỏi. Thân ái, chào các em. Hẹn các em lần sau.